vuoi. Fare quello che non puoi fare mai. Riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. È Natale, a Natale si può fare di più. È Natale, a Natale si può amare di più. È Natale, a Natale si può fare di più. Per noi, a Natale puoi. A Natale puoi dire ciò che non riesci a dire mai. Che bello stare insieme, che sembra di volare, che voglia di gridare quanto ti voglio bene. È Natale si può fare di più. È Natale, si può amare di più. È Natale, si può fare di più. Per noi, a Natale può. Gloria in cielo e pace in terra, nato è il nostro Salvatore. Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại. Đây là lời loan báo của Thiên Thần cho các mục đồng. Cuộc sống của chúng ta được chiếu sáng bằng sự chắc chắn đến từ Đấng Cứu Thế. Lễ Giáng sinh hàng năm mang lại cho chúng ta sự canh tân về nhận thức rằng ơn cứu độ không phải là một biến cố được thực hiện một lần là đủ. Nhưng ơn cứu độ cần đổi mới và hiện thực hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho từng người sinh ra trên trần gian, cho dù người đó có ý thức hay không. Thiên Chúa trở thành người phàm để chia sẻ tất cả cuộc sống của chúng ta. Điều này mang lại cho chúng ta niềm vui, bình an, sự chắc chắn, niềm hy vọng. Nó cho phép chúng ta nhìn chính cuộc sống của chúng ta với ánh mắt lạc quan và ngay cả cuộc sống của thế giới nơi chúng ta được sai đến. Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại. Vâng, có thể tán dương và cất lên kinh vinh danh ngay cả trong thời đại của chúng ta. Bởi vì Đức Giêsu đến là điều có thực. Mặc dù thường là trong âm thầm như ở Bethlehem, khi các thiên thần loan tin cho các mục đồng và đã cho họ thấy một dấu chỉ rất đơn sơ. Một trẻ thơ quấn trong tã đập nằm trong máng cỏ. Để đón nhận điều này, cần có một trái tim nghèo hèn và đơn sơ như những mục đồng. Một trái tim có khả năng đọc ra các dấu chỉ ngang qua các sự kiện tự nhiên như các nhà chiêm tinh, sự khiêm tốn thờ lạy và sự vâng phục như Thánh Giuse và Đức Maria. Lễ Giáng sinh tuôn tràn cho chúng ta niềm vui và chính vì lý do này, chúng ta có khả năng để nhận biết hài nhi Giêsu trong những người xung quanh chúng ta. Trong các hạt giống của nước trời được tung gieo khắp thế giới, trong các nền văn hóa mà chúng ta thuộc về, ngay cả khi chúng ta cần được truyền giáo hoặc tái truyền giáo, trên hành trình của các cộng đoàn và của hồi dòng chúng ta, trong niềm vui đón tiếp và đồng hành với những ơn gọi mới và trở thành những người chị em thân thiết
cho ai đã dâng hiến tất cả. Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại. Niềm vui khi nhận biết rằng lịch sử đã được cứu chuộc, rằng thế giới đã thành nơi cho sự hiện diện của chính Đức Kitô, rằng trong nhiều anh chị em của chúng ta có một khao khát điều tốt đẹp. Đây là điều mở đường cho ân sủng, rằng trong mỗi đứa trẻ sinh ra trên thế giới có mang dáng dấp quà tặng của Giáng sinh. Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại. Lòng thương xót đã trở thành nhục thể, tội lỗi đã được xóa bỏ. Sự thù hận không còn tồn tại, và sự hòa giải là điều kiện bình thường trong các mối tương quan giữa các dân tộc. Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại. Lịch sử của hồi dòng chúng ta là một phần trong dòng chảy những điều tốt lành của nhân loại trải qua hàng ngàn thiên niên kỷ. Niềm vui lớn mà các thiên thần loan báo cho chúng ta là điều mà chúng ta đã cử hành. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhiều ân sủng. Mẹ mời gọi các con hãy nhớ đến Mẹ Thánh Mazzarello. Như lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã làm cho chúng ta những ân sủng vĩ đại. Vì vậy, toàn bộ tấm dệt của 150 năm này đã được dệt bằng ân sủng. Chúng ta được mời gọi để tiếp tục lời kinh này của niềm vui. Trong lễ Giáng sinh này, Mẹ để lại cho mỗi người trong chúng con một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ tiếp tục trao ban niềm vui trong đời sống thường ngày. Mỗi người trong chúng ta được mời gọi để loan báo niềm vui cho những người mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Không phải chỉ vào dịp Giáng sinh này, mà mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Mẹ cầu chúc cho tất cả được tràn đầy niềm vui, để không một sự mệt nhọc, thất vọng, đau khổ nào có thể che mờ niềm vui này. Ước gì hồi dòng con Đức Mẹ phù hộ là một lời loan báo tuyệt vời của niềm vui trên toàn thế giới. Mẹ cầu chúc cho gia đình của các chị em, các cộng tác viên nam nữ, cho tất cả người trẻ, tất cả cảm nghiệm được niềm vui và đến lượt họ hãy loan truyền niềm vui đó. Để lễ Giáng sinh 2019 ghi dấu một thời điểm tươi sáng của cuộc đời họ. Lời loan báo của niềm vui đến với những người không biết Chúa Kitô hoặc không tin vào thần tính của Ngài và biến đổi sự hiện hữu của họ. Lời loan báo niềm vui của lễ Giáng sinh vang lên với âm điệu của lời tri ân dành cho cha bề trên cả Angel Fernandez Actime, cho các anh em Salesian, cho tất cả các linh mục mà họ trao tặng cho chúng ta ngang qua thừa tác vụ, cho các giám mục của các giáo phận. Lời loan báo niềm vui đến với tất cả các cộng đoàn giáo dục trên toàn thế giới. Mẹ cảm ơn tất cả các con bởi những lời chúc Giáng sinh gửi tới mẹ trong dịp này, và cũng như tất cả các cử chỉ của tình liên đới ngang qua các cuộc gặp gỡ với những người nghèo. Chúc mừng lễ Giáng sinh an lành và thánh thiện 2020.